Thưa quý khán giả, Hậu Giang có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên như là thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu nên thích hợp cho phát triển đa dạng chủng loại nông sản nhiệt đới. Và cùng với lúa thì khóm được xem là cây trồng chủ lực của tỉnh. Bên cạnh các giống khóm truyền thống thì những năm gần đây, nông dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã chuyển sang trồng khóm King MD2, vừa tạo ra nguồn thu nhập ổn định, vừa giúp cho bà con không lo lắng về đầu ra. Cái trồng một dạng nó cũng không có giá rồi mới đổi cái khóm MD2. Ví dụ khóm mà một clip mà 7 công ha, chắc cũng cỡ là có 100, bỏ chi phí rồi. So với trồng tràm thì lời vài chục triệu à. Đây là lý do ông Phong cùng nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp chuyển sang trồng cây khóm King MD2. 6 công khóm vừa thu hoạch xong, năng suất khá cao, hơn 9 tấn một công. Trên đà thắng lợi lớn, ông Phong cùng với cán bộ kỹ thuật đang kỳ vọng sẽ tiếp tục bội thu ở những vụ mùa tiếp theo. Vụ này mình phân được mấy ngày chú? Cũng có 10 ngày rồi. Trò này cũng khá à. Nó... cũng thấy cũng mập, cũng đỡ. Thấy cũng có mọ đó, rồi có gì bữa không sẽ đưa chú cũng à. Mần 4-5 năm nay thì nói chung ra nông dân thấy cũng dù gì nó cũng đỡ hơn cây mía. Tuy rằng mần thì cực vất vả thiệt, nhưng mà cái lợi nhuận nó cũng hơi ổn định. Nó khỏe hơn trồng mía nhiều lắm. Tại vì tứ phân thì một tháng mình chỉ tứ có một lần à. Thì bên kỹ thuật thì bên công ty đã có lo hết rồi, có kỹ sư đã coi hết rồi. Nông dân mình thì chỉ là lo cái phần trúng thất thôi. Còn giá cả thì nó ổn định rồi, mình không có sợ cái phần đó. Tại vì bên công ty nó bao tiêu rồi. Tại Phụng Hiệp, nông dân khấm khá nhờ trồng khóm là không hiếm. Câu chuyện đổi đời của bà con nơi đây bắt đầu từ năm 2018. Khi đó nông dân đã mạnh dạn liên kết với một doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu, đưa giống khóm King MD2 trồng trên vùng đất trũng phèn này. Điều kiện thổ nhưỡng ở vùng đất Phụng Hiệp, Hậu Giang thì rất phù hợp với đặc tính tự nhiên của giống MD2, đó là chịu hạn và chịu phèn nhẹ. Người dân ở đây thì người ta đã có kinh nghiệm về khóm, cho nên là việc chuyển giao kỹ thuật giữa công ty và bà con nông dân thì rất là dễ. Hiện nay thì cây khóm cũng đã phát huy hiệu quả rất là tốt. Thì so với các cái loại cây trồng khác thì cây khóm cũng đã cho thu nhập tương đối cao. Thì hiện nay thì đời sống nông dân của ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình thì tương đối khá giả. Đến nay, diện tích trồng giống khóm này tại Phụng Hiệp đã đạt 120 hectare, trong đó có 33 hectare đạt chứng chỉ Global GAP. Tất cả đều được doanh nghiệp bao tiêu chế biến, xuất khẩu. Nhờ đó, mỗi hectare trồng khóm, nông dân có thể thu được từ 80 đến 100 triệu đồng một năm. Mức lợi nhuận này cao hơn nhiều lần so với trồng mía.